Vâng, xin kính chào quý khách hàng, quý nhà đầu tư và quý vị khán giả đang theo dõi video qua kênh YouTube chuyên tư vấn đầu tư của Tú. Hiện tại thì Tú đang có mặt tại ngã ba ra sàn và thẳng đường đây đó là cây mặn tháng 8 và rẽ vào khu vực ngã ba ra sàn, rẽ thẳng ở đây một con đường bê tông 10m thì chúng ta sẽ đến vị trí của một lô đất có diện tích là 127m2 hướng Tây Bắc, giá là 1.280.000.000 đồng. Với mặt tiền là 4.5m và nở hậu là 5.5m. Đây là vị trí của lô đất này, hướng Tây Bắc, xung quanh nhà dân đã kín, đường bê tông 10m. Với cái giá là 1.280.000.000 thì cái lô đất này quá rẻ rồi. Tuy nhiên là chúng ta sẽ phải kiểm tra tính pháp lý, yếu tố quy hoạch xung quanh cái lô đất này để xem có vấn đề gì hay quy hoạch có ăn vào cái lô đất này hay không. Bởi vì với cái giá này thì nó khá là cái điều bất thường. Với cái vị trí đây là một cái vị trí kinh doanh nhỏ khá là tốt rồi. Đây, vị trí của lô đất đây. Vâng, và đây cũng chính là những cái hình ảnh cuối cùng của video lần này. Xin chào, hẹn gặp lại quý khách hàng trong những video tiếp theo. Xin chào.